Hôm nay mình sẽ bàn luận với các bạn về chuyện cho quân đội mượn tiền. The VA Housing Program, VA Mortgage Program. Như mình đã nói cho các bạn trong những cái clip trước, muốn mượn tiền để mua nhà ở bên Mỹ thì phải ít nhất làm một việc, công việc 2 năm. Phải có công ăn việc làm vững chãi để giúp đỡ cho những người trong quân đội có thể mua nhà. Thì chính phủ có chương trình Special Mortgage Program cho những người đương trong quân đội hoặc là đã làm trong lính rồi bị rồi trở về, đây là veteran. Thì cái Veteran Mortgage Program đó thì nó không có đòi hỏi tiền cọc. Chính phủ bảo trợ cái chương trình cho mượn tiền đó. Không mà thì nó có hiện nay về cái mức tới là 250.000 tới 350.000 đô la một cái nhà, chứ không phải là chứ không đưa tới mà 500.000 600.000 đô la là nhà trung bình cho quân đội. Thì là không đòi hỏi là phải 2 năm trong quân đội. Đòi hỏi chỉ có đòi hỏi là ở trong quân đội ít nhất là phải 6 tháng. Có những nhà băng không đòi hỏi 6 tháng luôn. Để mượn được tiền mua nhà. Theo thì như mình đã nói thì là mình nói cho các bạn trong các clip trước là khi mà bạn vào quân đội, bạn có gia đình thì quân đội sẽ giúp đỡ cho gia đình bạn về chuyện nhà cửa. Nếu bạn độc thân thì khỏi nói rồi, bạn ở trong nó có chỗ cho lính độc thân ở rồi trong trại lính rồi ha. Nhưng mà đó, nếu mà bạn có gia đình thì trong trại lính nó có một chỗ riêng để cho gia đình, cho bạn ở với gia đình. Thì những cái nhà mà để cho gia đình quân đội ở thì quân đội không có lấy tiền. Free housing là free. Ở trong đó nó có cái siêu thị của chính phủ kia là PX, thì mua đồ không có bị đóng thuế. Thường thường thuế mà ở đây mình mua đồ là cỡ chừng 5-6% ha, thì ở trong PX không có bị đóng thuế. Lương thì nó không bằng ở ngoài, nhưng mà được cái nhiều thì được hưởng nhiều quyền lợi. Chính phủ còn cho tiền trợ cấp cho gia đình. Thì gia đình được ở trong chỗ không có khỏi phải trả tiền. Nhưng mà nếu người nào không thích ở trong trại mà kiếm được những cái chỗ nhà nào mà gần chỗ trại thì là chính phủ sẽ cho tiền phụ vô tiền mướn nhà, có mức định tùy theo cái cấp trong quân đội. Cấp nhỏ thì bao nhiêu, cấp lớn thì bao nhiêu, thì nó có cái thẻ cách hết. Nhưng mà nếu mà cho mướn nhà, nếu mà đi mướn nhà ở ngoài thì để mướn nhà là cho nó gần, tại vì có cái kêu cái trong quân đội là cái kêu là phải có liền tới tập liền, đi liền này kia. Rồi có nhiều khi là người chồng phải đi công tác xa, đi huấn luyện xa, khi nó cho lên núi huấn luyện cả 2 tuần mới về, thì người vợ với con ở một mình ở trong nhà thì nó không có tốt, mà có chuyện gì thì không ai giúp đỡ. Còn nếu mà ở trong cái base á, thì là có trong cái trại á, thì nó có sự giúp đỡ của tất cả người, cũng là vợ chung quanh, thì nó có luôn cả những người mà quân đội đã cho đặc biệt để mà giúp đỡ những vợ con của quân đội đau ốm sao, bệnh sao, đi nhà thương sao á, rồi được hưởng cái chế độ y tế miễn phí ở bệnh viện Veteran Hospital, đi bệnh viện quân y. Thường thường là mình hay nói với người quân đội là trong khi làm quân đội thì có không có nên mua nhà, tại vì quân đội có thể đổi bạn 6 tháng này ở chỗ này rồi 6 tháng sẽ đi ở chỗ khác. Quân đội nó chuyển đi từng chỗ để cho người trong quân đội quen biết với sự thay đổi, quen biết với cho có cái tánh cho được biết là thay đổi, cập nhật, thay đổi, không phải là cứ ụ liền một chỗ hoài. Thì là thường có khi là họ cho ở 6 tháng ở Cam, ở chỗ trại, chỗ tỉnh này, tiểu bang này, rồi họ cho 2 tháng qua bên ở bên Đức, bên Cam ở Đức, rồi mấy tháng ở Cam bên Nhật. Thì khi mà người chồng nó phải đi qua những cái đường đi huấn luyện những cái chỗ đó ở Nhật, ở Đức á, thì là người vợ cũng còn được tiếp tục ở trong trong trại. Còn nếu mà
đã mướn ở nhà ngoài á, thì bà vẫn tiếp tục nhận được tiền trợ cấp housing ở ngoài. Bạn thấy ở khi là bạn đi trong là bạn du đội Mỹ, họ lo cho hết, hỏi cái lo gì sức khỏe, hỏi hỏi là gì vợ con, họ làm như vậy để cho quân đội có tâm thần yên chí để mà huấn luyện, để mà tập tành những cái khí thế mới, những cái tư duy mới, những tư duy hay để mà lỡ nước có loạn thì là giúp, nhưng mà cũng có là không còn phải có loạn, như là có bị bão cũng kêu lính tới thì là lính không những là chuẩn bị nếu mà có chiến tranh sau này, nhưng mà trong khi chờ đó thì họ giúp đỡ cho những bão lụt thiên tai. Có cái cách đây mà mấy năm mà Florida bị bão, có một nguyên cả một cái dãy nhà chỗ đó là bị hư hết không ở được á, thì quân đội tới lập thành lều á, quân đội nấu ăn cho mấy người đó ăn, lo lắng hết cho sức khỏe cho đến khi mà nhà cửa sửa chữa xong. Trong khi đó thì quân đội đi bảo vệ những cái nhà cho khu khác mà người ta đã di tản, thì khỏi cái bị trộm cướp. Như là trong cái vụ bão vừa rồi thì cái khu mình là phải đi di tản trong 2 ngày, tại vì sợ gần chỗ biển là biển, không thấy biển sau lưng mình đâu, gần chỗ biển là nước nôi nhiều lắm đó, thì sợ nước nó dâng lên, nó sợ mà khi nào bão lớn thì nó có tsunami. Cái tsunami là cái gì không? Tsunami là nó lấy cái trận bão á, nó hút nước lên cao tới 10 thước, 15 thước, nó hút nước từ bên Mỹ bên ngoài á, cái nó đổ ập vô trong này, tức là cái lục của nước nó sẽ lên tới cao á. Thành ra chính phủ nó bị những người ở cận biển phải đi di tản. Trong khi mình đi di tản á, chính phủ sợ là bị người ta vô tăng trộm, người ta phá nhà mình á, thì cảnh sát và quân đội giữ gìn bảo vệ, thì một số cảnh sát quân đội là giữ gìn bảo vệ những người đi di tản trên dọc đường di tản, họ dựng những cái trại có nước có đồ ăn để cho người ta di tản, lấy ai mà lỡ mà hay là có người nào mà xe nó bị hư, xe cũ bị hư thì là quân đội nó cũng có cái chỗ, cũng có người nó sửa xe bánh bể này kia đó, họ giúp để cho họ người này lấy cái xe để qua bên rồi giúp sửa ráp bánh này kia đó, chứ nếu không thì nó chặn đường không cho người sau đi, thì nó cũng là quân đội giúp, tại họ cảnh sát đâu có đủ cảnh sát mà để bảo vệ hết, thì họ kêu quân đội vào. Thì mình nghĩ nếu mà những em nào mà tâm tư duy mạnh mẽ mà không muốn sống cuộc đời mà no minh, tức là mới hai mấy tuổi rồi lấy vợ ôm con hai ba đứa con rồi phải đi làm xưởng làm hãng rồi lo lắng chuyện nhà ở, chuyện mortgage, rồi buồn chán không có bạn bè gì hết á, thì quân đội là một chỗ để thử vào coi. Trong quân đội thì vợ con không phải lo gì về chuyện về không phải lo gì về chuyện nhà cửa, không phải lo gì về chuyện miếng ăn, tại là nhà cửa quân đội chu cấp. Ở trong trại nhà khang trang lắm bạn ơi, không kém gì nhà ở bên ngoài, mà còn có nguyên cả một hệ thống đội nhóm đằng sau giúp đỡ, con đau làm sao dắt đi chỗ nào, y tế quân y làm sao, họ đưa xe, có xe tới chở cho con, mình có xe của mình thì có xe, mua đồ ăn thì không phải trả thuế, có nhiều chỗ còn bán xe cho quân nhân, họ giảm cái tiền lời, có chỗ tiền lời rất là ít, có chỗ nó khỏi cho tiền lời luôn. Rồi trong khi đó thì chồng học được những cái nghề mà có thể ra sau này ra là sử dụng được. Bạn mà biết lái máy bay của phản lực của Mỹ là bạn ra đó, bạn làm phi công cho hãng máy bay tư, có nhiều phi công trên hãng máy bay tư đó bạn, là hồi trước là họ làm phi công cho Coast Guard nè, cho US Air Force nè, là phi công trên phi công chở hàng là chở đồ, phi công phản lực các bạn. Còn những anh mà làm giỏi IT thì là mấy ảnh ra, mấy ảnh làm cho mấy hãng mà thầu về cho quân đội Mỹ á, thầu IT, thầu này kia đó. Còn những người mà giỏi gì sửa máy bay này kia thì họ ra họ làm sửa máy bay tư, không có sợ thất nghiệp mà được học cái nghề mình thích. Thì cháu của mình á, là cô
nè cô, vào quân đội thì cô lấy cái GI Bill, mình sẽ nói chị là GI Bill thì sau đây được cái GI Bill thì cô đi cô học, cô đã học 2 năm rồi cô ra, cô ra cô làm GI, có GI Bill cô học làm bác sĩ, học 4 năm bác sĩ rồi, nhưng mà GI Bill tới 4 năm thôi. Bây giờ thì họ nói cô bây giờ vậy hứa làm cho quân đội 5 năm chúng tôi sẽ cho bạn học lên bác sĩ giải phẫu, chúng tôi trả, thì có bằng lòng duy trì bà cổ học tiếp làm bác sĩ giải phẫu. Bây giờ ra bác sĩ giải phẫu rồi đừng làm cho quân, cho quân y, mà sau khi làm quân y mà chị bà thích cái chỗ làm quân y chắc có bà không ra, bà nói giờ bà làm cho là trung tá, trung tá tại vì là bác sĩ mà đâu thì là cái sĩ quan làm trung tá mà được được tôn trọng, được có đội nhóm, mà được trong quân đội cho nó học thêm nhiều lắm, nó học bổ sung nhiều lắm, nó được tiến triển trên con đường đó mà bác còn được giúp nước nữa. Cái hay nhất là cái hào hùng của một người giúp nước, cái anh hùng, cái đó mới làm cho mình cái con người, cái tư duy nó đặc biệt, mình là người đặc biệt, mình giúp nước, mình làm ăn mình cũng giúp nước, cái đó đó làm cho con người hay lắm bạn, những cái người mà quân nhân hay lắm. Xin chào các bạn, mình sẽ làm những video nối tiếp về cuộc sống cho quân đội cho bạn nghe nha. Bye bye.